sao anh lại ở đây ạ? Nay anh tan trực muộn, thấy ở bên đường có hàng hạt dẻ nướng thơm quá, anh mang qua cho em này. Cảm ơn anh ạ. Có muốn đi dạo một lát với em không? Em mà không hỏi á, thì anh cũng rủ đấy. Đi. Ngày xưa em thích chạy lắm. Nhưng giờ lớn hơn rồi thì lại thích thong thả mà đi thế này thôi. Anh rất tò mò về ngày xưa của em. Ngày xưa của em á? Em của ngày xưa vui vẻ hơn này, tự tin hơn. Lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh là mình luôn được ưu tiên, luôn được lựa chọn. Nói chung ngày xưa, lúc nào em cũng sẵn lòng mang trái tim của mình cho cả thế giới. Bây giờ thì không à? Không. Bây giờ thì em đã khôn hơn rất nhiều rồi. Giờ em dè dặt hơn, đề phòng hơn, và cũng khó tin người hơn nữa. Vì em từng thất vọng à? Vì đã có rất nhiều tan vỡ đến với em cùng một lúc. Tan vỡ lớn nhất đến từ người trưa nay em ăn cùng đúng không? Đúng là không có gì qua được mắt bác sĩ nhờ. Có vẻ như anh ấy vẫn rất quan tâm đến em đấy. Vâng. Trong công việc anh ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều. Anh ấy tên là Lâm. 8 năm trước bọn em có yêu nhau, nhưng bố của em thì không đồng ý. Rồi gia đình của anh ấy gặp biến cố. Anh ấy đã nhận tiền của bố em và rời xa em. Giờ gặp lại, chắc là anh ấy thấy áy náy nên muốn bù đắp cho em thôi. Em với anh ấy bây giờ thế nào? Thì anh muốn hỏi là em còn cảm xúc với anh ấy không? Có chứ ạ. Anh ấy là một phần thanh xuân của em mà. Nhưng đối với em thì có lẽ thanh xuân của em đã dừng lại ở 8 năm trước rồi. Nếu như bây giờ anh thực sự nghiêm túc muốn trở thành một phần hiện tại của em, em nghĩ thế nào? Khó trả lời quá. Lần trước đi dạo em cũng nói với anh rồi mà. Nhưng mà hôm nay có một người chị đã nói với em là hãy thử bước ra khỏi vòng đời sống nhỏ hẹp của mình, thử có một cuộc sống mới, có một công việc mới và những mối quan hệ mới. Em muốn thử. Thực lòng, anh mong phép thử này sẽ không làm em thất vọng.